Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mục sư có một đề tài muốn truyền tải với các anh chị em, đó là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh chị em cùng mở ra trong sách Gia Cơ, tức là thư Gia Cơ. Chương 4. Chúng ta sẽ đọc từ câu 7 cho đến câu 10, nhưng mục sư sẽ xoáy mạnh vào trong câu số 8. Gia Cơ chương 4 từ câu 7 đến câu 10. Nhưng điều mục sư thật sự muốn chia sẻ đó chính là cái phần đầu của câu số 8. Chúng ta cùng nhau đọc nè. Vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời, hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đứng gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đứng gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi. Hãy sầu thảm, hãy than vãn khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Mục sư sẽ xoáy mạnh vào cái phần đầu của câu số 8, đó là hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Phần kinh thánh này chúng ta đã được nghe các diễn giả chia sẻ rất là nhiều lần. Mục sư cũng đã từng chia sẻ, thầy Bảo cũng đã từng chia sẻ, và có thể là một vài diễn giả cũng đã từng chia sẻ. Nhưng hôm nay mục sư sẽ nhấn mạnh vào câu số 8, phần đầu: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Đây thật sự là một bí quyết. Gần ai là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Rất nhiều người trong chúng ta đã không có được sự khôn ngoan căn bản của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta thường hay gần những cái người mà lẽ ra chúng ta không nên gần. Chúng ta gần những cái điều mà lẽ ra chúng ta không nên gần. Chúng ta gần những cái nơi chỗ mà lẽ ra chúng ta không nên gần. Trong khi đó có những người mà lẽ ra chúng ta rất cần gần. Có những cái chỗ mà lẽ ra chúng ta rất cần đến, càng đến gần càng tốt, nhưng chúng ta đã không làm. Và kết quả là gì? Là những cái kết đá ở cuộc đời của chúng ta. Khi suy nghĩ đến một số anh chị em mà lúc nãy chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện đó, thì Chúa nói với một sư rằng chúng muốn một sư chia sẻ cái điều này, đặc biệt là chia sẻ cho những anh chị em đó. Và đương nhiên tất cả chúng ta cần phải nghe, vì những bài học này không bao giờ là dư thừa. Ông bà chúng ta từ thuở xa xưa đã có những cái lời nói nó rất là đúng đắn, nó rất là phù hợp với Kinh Thánh. Một trong những cái lời nói đó là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Có những cái câu nói nó rất hay, nó rất đúng, rất chí lý, nhưng có lẽ vì nó quá quen thuộc, cho nên nói nhiều người trong chúng ta đã coi thường, và chúng ta không chịu để thời gian để suy gẫm về những câu nói đó, để rút tỉa những bài học ích lợi cho cuộc đời của mình. Đáng tiếc lắm thầy. Chúc cho anh chị em có cái sự khôn ngoan căn bản của Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta luôn sẵn sàng lắng nghe những câu nói mà nó chứa được sự khôn ngoan, sự đúng đắn trong đó, và chúng ta ghi nhớ, chúng ta ghi lòng tạc dạ, và đặc biệt là chúng ta áp dụng nó vào trong đời sống của chúng ta. Amen con chị. Chúng ta mới vừa học cái bài học là ai khôn ai dạy, đúng không? Cái người khôn là cái người biết lắng nghe những lời khôn ngoan của Chúa và làm theo, lắng nghe cẩn thận và làm theo một cách cẩn thận. Và hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe đề tài gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mỗi khi anh chị em gặp nan đề trong cuộc sống, và thậm chí mỗi khi anh chị em đối diện với những
cái vấn đề lớn lao đến nỗi anh chị em nghĩ là mình mệt lắm, thì ai là người mà anh chị em muốn gần nhất? Về mặt lý thuyết như thế, về mặt lý thuyết thì có lẽ tất cả mọi người trong căn phòng này cũng như mọi người mà xưng mình là cơ đốc nhân đều nói rằng mỗi khi tôi gặp nan đề thì tôi muốn gần Chúa Giêsu trước hết, lý thuyết thôi. Trong thực tế thì tôi có thể chứng minh điều ngược lại đối với rất nhiều người. Khi họ gặp khó khăn, khi họ gặp những nan đề lớn và thậm chí lớn đến nỗi họ cho là họ bị bế tắc, thì họ thường hay nghĩ đến người này, người nọ, người kia là những người mà họ nghĩ là có thể giúp họ vượt qua cái khó khăn đó, vượt qua cái nan đề đó. Những cái người mà đang nợ nần thì suy nghĩ rằng ai là người có khả năng tài chính và có thể cho mình tiền hoặc là cho mình mượn tiền để mình có thể thoát khỏi cảnh nợ nần đó. Rồi có những người ở trong tình trạng bệnh tật ốm đau, đặc biệt là bệnh nan y, đặc biệt là khi mà bác sĩ nói rằng rất là nguy cấp rồi, sắp sửa chết đến nơi, thì chúng ta lại càng muốn gần với bác sĩ, gần với những phương tiện y học hơn là gần với Chúa. Khi chúng ta có một nỗi buồn rất sâu sắc ở trong lòng của chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã có khuynh hướng tìm ai đó để mình có thể tâm sự. Tôi không muốn nói với anh chị em rằng đó là điều sai hoàn toàn. Tôi không muốn nói với anh chị em rằng đó là điều xấu. Nhưng cái điều mà tôi muốn nói với anh chị em rằng nhiều người trong anh chị em đã thật là dại dột. Những lúc chúng ta buồn, chúng ta lại tìm đúng những con người mà thật ra họ không có khả năng để chia sẻ với chúng ta, họ không có khả năng để giúp chúng ta lật ngược tình thế. Thay vào đó họ cứ thêm mắm thêm muối vào, làm cho cái nỗi buồn của chúng ta càng thêm vời vợi, càng thêm xấu sắc. Và cuối cùng chúng ta sẽ không giải quyết được cái gì hết. Chúng ta thích nghe những cái lời lại lại như này: ôi tội nghiệp bạn quá, ôi bạn đáng thương quá, chà sao mà cuộc đời bạn thiệt thòi quá vậy, chà sao mà cái người chồng nó đối xử bất công với bạn vậy, chà sao mà cái người vợ nó thiệt cũng quá vậy, chà sao mà người này thích mọi người thích kia. Chúng ta thích nghe mấy cái lời đó. Nhiều người chúng ta thích gần những cái loại người như vậy và thích nghe những cái lời đó vào những cái giây phút đó. Tôi nói thẳng với anh chị, đó là sự ngu dại. Những lúc đó chúng ta cần nghe những cái lời tích cực, những cái lời nó phát xuất từ môi miệng của những con người có năng lượng tích cực, những con người lạc quan, những con người bước đi trong đức tin, những con người có giải pháp của Chúa Trời. Amen con chị. Rất là nhiều người sau khi họ chủ động để đến gần một số đối tượng nào đó thì cuối cùng họ đã quyết định tự tử. Thật anh chị em, một trong những cái lời căn dặn của tôi đối với những người bệnh nan y, đặc biệt là những người bị ung thư thời kỳ cuối, đó là hãy tránh xa những người có đầu óc tiêu cực, hãy tránh xa những cái người mà họ nói những cái lời nó chống nghịch lại với những lời đức tin của Chúa Trời. Hãy tránh xa những kẻ vô tín, hãy tránh xa những cái người mà cứ tối ngày cứ chép miệng mà nói bạn tội nghiệp quá, bạn tội nghiệp quá, bạn tội nghiệp quá, không biết làm gì khác hơn ngoài những câu nói như vậy. Hãy tránh xa, bởi vì càng tiếp xúc với những con người đó thì cái bệnh nhân ung thư đó sẽ càng bệnh nặng hơn, càng cảm thấy cuộc đời u ám chán nản hơn. Anh chị em có biết rằng hầu hết những người bị ung thư là những người có những sự tổn thương cay đắng sâu sắc trong lòng không? Nếu anh chị không tin tôi, hãy đến gặp các bác sĩ và hỏi thăm. Tôi tin rằng những bác sĩ hiểu biết nhất họ sẽ nói cho anh chị em biết rằng hầu hết những bệnh nhân ung thư là những người có những cái điều tiêu cực trong lòng của họ. Kinh Thánh đã nói và chúng ta đã học rất nhiều lần những câu đại loại như là lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sợ làm xương cốt bị khô héo. Hầu hết các bệnh nhân ung thư là những cái người có những nỗi buồn trong lòng họ, những cái nỗi thất vọng, những sự tổn thương cay đắng, thậm chí là những sự cau nghiến đến tận xương tủy của con người nào đó, và họ không chịu dứt bỏ điều đó. Và những cái điều đó nó tạo thành một cái năng lượng tiêu cực trong con người của họ, nó cứ tích tụ dần cho đến một ngày mà họ phát hiện mình bị ung thư. Mà nếu họ không thay đổi tâm trí của họ, không nói những cái lời tích cực, không bắt đầu sống tích cực hơn, thì họ sẽ nhanh chóng đi đến chỗ chết và không còn cơ hội nào cho cuộc đời của họ nữa. Anh chị em ơi, có quá nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng ta mà mỗi khi chúng ta gặp thất bại, chúng ta thấy mình bế tắc, thì chúng ta dường như
bị ở trong cái sự lôi kéo nào đó, và chúng ta rất dễ tìm đến với những con người mà lẽ chúng ta không nên tìm đến. Tôi suy nghĩ thế này, tại sao mà những người ở trong thế gian họ lại nhậu nhiều đến thế? Anh chị có suy nghĩ là tại sao ngày hôm nay người ta nhậu nhiều, rất nhiều luôn, và ngay tại đất nước của chúng ta, và đặc biệt là trong cái khu vực của chúng ta, anh chị thấy là rất nhiều quán nhậu được mọc lên. Anh chị em nào mà đi đến trục đường Phạm Văn Đồng, anh chị sẽ thấy rằng quán bar, quán nhậu mọc lên sang sát, và hầu như quán nào cũng đang ngẹt người. Có nhiều khi tôi ngạc nhiên, tôi nói ủa, bữa nay là thứ hai mà sao vẫn cứ đông người, rồi thứ ba tôi cũng thấy đông người. Vợ chồng chúng tôi hay đi siêu thị Vinmart, mỗi lần đi thì phải đi trên cái trục đường Phạm Văn Đồng đó. Và rồi chúng tôi cũng ngạc nhiên thì thấy thứ tư cũng đông người, và thứ bảy và chủ nhật thì lại càng đông người hơn. Tôi suy nghĩ là tại sao mà người ta lại nhậu nhiều như thế? Và tôi tìm ra được là một trong những cái lý do đó là vì người ta nghĩ rằng thông qua cái việc nhậu đó, người ta có thể giải quyết được cái nỗi buồn ở trong lòng của họ, những sự trống vắng của họ, họ sẽ cảm thấy họ vui hơn. Rượu vào thì lời ra, có những người bình thường cậy miệng không nói bố bước lắm, không nói gì hết, bị trầm cảm được thứ. Nhưng mà lạ lắm, khi uống rượu vô đến một cái gọi là một cái mức độ nào đó, tới một cái đô nào đó, cái mực nào đó, tự nhiên bắt đầu nói, và người ta thậm chí có thể thổ lộ hết tất cả những nỗi buồn, những tâm sự thầm kín, thậm chí những cái bí mật mà lẽ ra đừng bao giờ nói ra, và trong giây phút đó người ta bắt đầu tuôn ra hết, và người ta cho rằng đó là cách để giải quyết nỗi buồn của họ. Nhưng theo anh chị em là cái đó có phải là cách để giải quyết nỗi buồn không? Nói ra thì cái đó xong có giải quyết vấn đề không? Có thể là nó về mặt cảm xúc thôi, đúng không? Chúng ta được ai đó lắng nghe và bắt đầu nói theo những cái gì đó tiêu cực ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta cảm thấy có vẻ như mình thích nó, có vẻ như mình có đồng minh, và trong giây phút mình cảm thấy nó khoái khoái, vì mà cảm xúc chúng ta được thỏa mãn. Nhưng nó không phải là cách giải quyết vấn đề, nó không hề là cách giải quyết vấn đề. Trong những giây phút, trong những hoàn cảnh như vậy, chúng ta cần sự sáng của Chúa đến. Chúng ta cần ai đó là người có sự sáng của Chúa, ai đó là người có sự khôn ngoan của Chúa. Chúng ta cần ai đó là người có lời của Đức Chúa Trời một cách sâu sắc. Chúng ta cần ai đó là người thật sự cảm thông với chúng ta. Cảm thông không có nghĩa là một người nói theo kiểu vuốt ve chúng ta để chúng ta cảm thấy thỏa mãn cái tôi của mình. Có rất nhiều người đã hiểu lầm chỗ này. Chúng ta nghĩ là cái người cảm thông là cái người mà sẽ lắng nghe chúng ta nói và sẽ đồng ý với chúng ta về tất cả mọi điều. Nếu anh chị đã từng suy nghĩ như vậy thì sai lầm to. Sự cảm thông không phải là gì. Cảm thông là khi một người sẵn sàng lắng nghe người khác trình bày một điều gì đó, đặc biệt là những sự khó khăn, những nan đề của cuộc đời của họ, và cái người đó sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng hiểu được cái cảm ngộ người ta, sẵn sàng để chia sẻ với người đó theo một cái phương hướng tích cực, để con người đó có thể vượt qua được cái sự tiêu cực của mình, để con người đó có thể vượt qua cái cảm ngộ không tốt đẹp của mình, để cuộc đời người đó trở nên tốt đẹp hơn. Chứ không phải là cảm thông lắng nghe rồi cái gì cũng yes, cái gì cũng đồng ý hết, không. Rất là nhiều lần trong cuộc đời tôi học được những bài học cay đắng, đó là khi mà tôi đã không thật sự hiểu lời của Chúa và không thật sự hiểu nguyên tắc của Chúa. Tôi cũng giống như nhiều anh chị em thôi, mỗi khi tôi gặp nan đề tôi có cái hướng tìm kiếm một con người nào đó, nhưng quái qua một chỗ, những con người mà hay thường tìm kiếm con người thì lại thường hay tìm trúng những cái người lẽ ra mình không nên tìm. Thật sự là như vậy đó. Chứ nếu mà chúng ta mà tìm kiếm một con người tích cực, một người tin kính Chúa, một người sống thánh khiết công chính, một người có đầy sự khôn ngoan của Chúa, đầy năng lượng của Chúa, đầy quyền năng của Chúa, thì tốt đẹp biết bao. Tôi phải hiểu ra một điều, những người mà có khuynh hướng tìm kiếm con người, có khuynh hướng đến gần con người hay là gần Đức Chúa Trời, thì họ thường hay vỡ phải những người chẳng là gì. Chúng ta là đời sống anh chị em xem tôi nói có đúng không? Mà rất nhiều lần chúng ta phải nói ra vì chẳng được cái gì, tốn bao nhiêu thì giờ tiền bạc công sức để đến gần một ai đó mong tìm một cái giải pháp, nhưng cuối cùng nó không phải là giải pháp, mà nó chỉ là cái cú nhấn sâu hơn để chúng ta càng lún sâu hơn trong tội lỗi, càng lún sâu hơn trong cái nan đề của chúng ta, cho đến nỗi nhiều người trong chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc tự tử, và có ai đó đã thật sự tự tử, nhưng nhờ ân điển của Chúa chúng ta đã tự tử không thành công, và một ngày nào đó chúng ta được giải cứu. Tôi mong anh chị em hãy nhớ lời Chúa được dạy ở đây. Gia cơ
chương 4 câu 8 phần đầu: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy nói với người bên cạnh: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Đây thật sự là một nguyên tắc. Có nhiều người đã không hiểu nguyên tắc này và tối ngày dường như cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin hãy đến gần con. Chúa ơi, xin hãy đến gần con, xin hãy đến với con. Và có lẽ chúng ta cứ cầu nguyện hoài mà không bao giờ thật sự kinh nghiệm rằng Chúa ở gần chúng ta. Dường như Chúa rất là xa cách. Dường như chúng ta nói chúng không có bà con hỏi hay gì cả. Mặc dù chúng ta rất thường xuyên cầu nguyện rằng: Chúa ơi, hãy đến gần con. Có những nguyên tắc trong lời của Đức Chúa Trời, và điều quan trọng là anh chị em phải học những nguyên tắc đó. Ở đây cũng vậy, tất cả chúng ta đều rất muốn Đức Chúa Trời gần chúng ta, và chúng ta hiểu lý do đúng không? Bởi vì Ngài rất là mạnh mẽ, bởi vì Ngài rất là khôn ngoan, bởi vì Ngài rất yêu thương chúng ta. Có phải chúng ta luôn muốn những đối tượng giống như Đức Chúa Trời vậy gần với chúng ta càng nhiều càng tốt không? Có phải không? Đặc biệt là những lúc khốn khó, đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời có nguyên tắc của Ngài. Nếu mà chúng ta cứ cố tình chạy đi xa khỏi Ngài vào thời điểm chúng ta nói là Chúa ơi xin gần con, thì sẽ không có Chúa nào gần chúng ta đâu. Chúng ta sẽ không có kinh nghiệm rằng Chúa đang gần chúng ta đâu. Tôi không có ý nói rằng khi đó Chúa bỏ chúng ta, tôi không có ý nói đâu. Nhưng tôi đang muốn nói đến cái mức độ mật thiết trong mối quan hệ. Chúng ta không thể vừa đồng thời chạy xa khỏi Chúa, chạy xa khỏi cái quỹ đạo của Chúa, chạy xa khỏi cái môi trường của Chúa, mà đồng thời chúng ta có một đời sống gần gũi với Chúa. Chúng ta thấy Chúa, chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang gần chúng ta. Không thể. Có ai đó đang ngồi trong căn phòng này mà lòng của người đó cách xa Chúa lắm, cái đau của người đó không thật sự nghĩ đến Chúa, không bao giờ thấy lời của Chúa là quý. Cái đau của người đó đang ở trên các trang mạng xã hội, cái đau của người đó đang nghĩ đến những sản phẩm, cái đau của người đó đang nghĩ đến những cái affair, những công việc. Cái đầu người ta đang nghĩ rằng thứ hai này mình sẽ gặp khách hàng nào, mình sẽ bán sản phẩm gì, mình sẽ có chương trình siêu giảm giá nào, v.v. Xin lỗi, nếu mà có người nào như vậy thì đừng bao giờ hy vọng rằng mình mở miệng ra nói Chúa ơi xin gần con và đã đưa ra hiệu quả. Không có đâu, không có đâu. Nguyên tắc của Chúa là gì? Chúng ta phải là những người chủ động đến gần với Chúa. Không phải Chúa làm khó chúng ta, nhưng mà đó là một điều kiện đúng đắn và tốt đẹp và ích lợi cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nếu như tất cả mọi người được đối xử giống như nhau, cái người chủ động đến gần Chúa cũng như cái người mà chủ động đi xa Chúa, tất cả đều được ơn phước như nhau, vậy thì rất là nhiều người mà sẽ nói tôi đâu có cần phải đến gần Chúa, tôi đâu có cần phải yêu mến Chúa, tôi đâu có cần phải kính sợ Chúa, tôi đâu có cần phải một mối tương giao ngọt ngào với Chúa, tôi cứ sống lè mè như vậy và phước của Chúa vẫn đến như ai kia. Như vậy cái xã hội này cứ tiếp tục sống trong sự băng hoại. Đức Chúa Trời không bao giờ làm một việc dại dột như vậy. Chúa là rất khôn ngoan. Chúa có những cái điều kiện nhất định. Trong thời gian gần đây, có một người phụ nữ bị ung thư thời kỳ cuối liên lạc với tôi, và cô ta mong muốn được nói chuyện với tôi qua điện thoại. Cô ta mong muốn thúc đổ những cái nỗi lòng gì đó để cho tôi nghe. Cô ta mong muốn được tôi cầu nguyện để rồi cô ta có thể kinh nghiệm sự chữa lành. Nhưng mà tôi đã không làm cái đơn đặt hàng. Thay vào đó thì tôi đề nghị cô ta lắng nghe lời Chúa, là những cái lời mà tôi đã chuẩn bị theo thứ tự và nó phù hợp với cô ta, và những lời mà tôi tin rằng nó sẽ giúp cho cô ta hiểu được những nguyên nhân vì sao mà cái căn bệnh ung thư đã đến với cuộc đời của mình, vì sao mình đi đến cái mức độ ung thư thời kỳ cuối và sắp sửa chết, và cung cấp một cái giải pháp hữu hiệu để cô ta có thể thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng mà cô ta thứ tự cô ta không muốn nghe, cô ta không muốn làm theo sự hướng dẫn của tôi. Và rồi cô ta nói những cái lời đại loại thế này: Chúa là đấng rất nhân từ thương xót, Chúa yêu thương con cái của Ngài, và Ngài không có một điều kiện nào cho con cái của Ngài cả. Và cô ta nói rằng Chúa có quyền năng vô biên, Chúa có thể làm được tất cả mọi sự. Tôi không có nói rằng cô ta nói sai, nhưng mà cô ta nói thiếu. Cô ta trình bày không đầy đủ. Đúng, Chúa yêu thương con cái của Ngài,
Nhưng mà anh chị nên nhớ cho rằng ở trong những lời hứa của Chúa, hầu hết các lời hứa của Chúa đều có một cái vế. Đó là vế gì? Vế điều kiện. Nếu con muốn được cái điều này thì con phải làm cái điều kia, có phải vậy không? Có những người cứ tối ngày trong chờ rằng Chúa sẽ ban cho con thêm mọi điều ấy nữa, có nghĩa là cái tài chánh mình sẽ dư dật, mình sẽ kinh nghiệm sự chu cấp dư dật của Chúa, mình sẽ không thiếu thốn gì. Nhưng mà trước đó là Đức Chúa nói rất là rõ ràng, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Chúng ta đã phớt lờ những điều kiện đó, và khi có ai đó nhắc nhở chúng ta để chúng ta gần gũi Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa, gần với lời của Chúa để chúng ta tìm được giải pháp, để chúng ta từ chối và chúng ta nói rằng không, Chúa không làm gì ông. Cái ông phạm thì tối nay ông cứ điều kiện này điều kiện nọ, người ta bệnh người ta cần ông đặt cái bàn tay của ông trên người ta, bởi vì người ta có nghe ông có ân tứ chữa lành, người ta cần ông cầu nguyện tha thiết cho người ta cần ông công bố cho người ta để người ta được chữa lành, chứ không có cần nghe lời của Chúa gì cả. Có những người họ đã từ chối và họ bắt đầu nói rằng Chúa là như thế, giống như họ dạy ngược lại tôi. Và tôi đã trả lời thẳng thắn cho cô ta, tôi nói cho cô ta hiểu, tôi cho cô ta một cơ hội để cô ta hiểu những căn bản về Chúa. Tôi nói đúng, Chúa là đấng yêu thương con cái của Ngài, nhưng mà Chúa có những điều kiện trong lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta muốn nhận được những cái điều tốt đẹp trong lời hứa của Chúa thì chúng ta phải thỏa mãn điều kiện của Chúa. Đừng có nói rằng Chúa yêu một cách vô điều kiện để rồi chúng ta sống một cách buông lung mà chúng ta không cần phải có lời Chúa. Đừng, đó là sự dại dột. Làm anh con chị ấy và nghe cho rõ, nói với cô ta, Chúa là đấng có quyền năng vô biên, đúng. Chúa có thể chữa lành mọi bệnh tật, đúng. Nhưng không phải Chúa chữa lành mọi người trên thế giới này. Chúa chỉ chữa lành một cách siêu nhiên và trọn vẹn cho những ai chịu nghe và làm theo lời của Ngài một cách cẩn thận trong đức tin, trong cái thần vô hồn. Amen không chị em? Amen. Anh chị em ơi, chúng ta phải là những người chủ động đến gần với Chúa. Chúng ta phải là những người chủ động bước vào trong mối tương giao với Ngài. Và khi chúng ta càng gặp khó khăn, khi chúng ta càng gặp bế tắc, khi chúng ta cảm nhận có những áp lực, những năng nặng nề trong đời chúng ta, thì đó là lúc tốt nhất để chúng ta gần Chúa. Amen con chị. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị tổng thống rất nổi tiếng trong số các tổng thống Mỹ từ trước đến nay, một trong những vị tổng thống nổi tiếng có tên là Abraham Lincoln. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã nghe một cái câu chuyện về ông ta từ rất lâu rồi. Đó là một hôm ông ta nói với những cái người dưới quyền của ông ta và những người cộng sự của ông ta rằng tôi sẽ không làm việc hôm nay, tôi sẽ không giải quyết việc này việc nọ việc kia, mà tôi sẽ đi cầu nguyện. Lúc đó rất nhiều người ngạc nhiên, họ nói cái lúc này mà tổng thống lại đi cầu nguyện hả? Cái lúc dầu sôi lửa bỏng, cái lúc này là lúc mà tổng thống phải có mặt trong cuộc họp này, phải giải quyết việc kia thì nó mới có thể tốt đẹp được, tại sao lại đi cầu nguyện? Có nhiều người nghĩ rằng mấy cái người cầu nguyện là người rảnh rỗi, mấy người đến gần Chúa là người rảnh rỗi, mấy người khôn ngoan thức thời, mấy người có trách nhiệm là người sẽ lao vào công việc, phải tìm cách này cách nọ để giải quyết bằng được công việc này việc kia mới là người có trách nhiệm, mấy người người có bản lĩnh có khả năng. Sai. Abraham Lincoln nói với những người đó như thế này: bởi vì tôi quá bận rộn, bởi vì công việc quá khó khăn, bởi vì có những việc quá quan trọng, cho nên tôi phải đi cầu nguyện hôm nay. Khi tôi nghe câu chuyện đó, tôi được nhắc nhở rất nhiều, bởi vì chính tôi cũng rất nhiều lần đã làm điều ngược lại, điều muốn. Những lúc mà phải tương giao với Chúa thì tôi đã lao vào cái chỗ nào đó, đến với một người nào đó, tìm kiếm sự giúp đỡ của họ, chủ động đến gần họ, mong muốn tìm một giải pháp. Có những lúc Thánh Linh thật sự cao hết trong lòng, không phải là tôi không cảm nhận được, tôi cảm nhận được, nhưng mà tôi cứ lì lợm làm theo ý riêng của mình và kết quả luôn luôn là thất bại. Cho đến bao giờ chúng ta mới chịu học khổ? Đọc cho anh chị em nghe những lời cảnh cáo rất nghiêm khắc của Chúa ở trong sách Chân Ngôn. Nghe và hãy kính sợ Chúa. Hãy cùng tôi mở ra trong Chân Ngôn chương 1.
châm ngôn chương 1. Tôi sẽ đọc cho anh chị em từ câu 20 cho đến hết chương 1. Hãy nghe cho kỹ những lời này. Đây là những cái lời khó nghe, khó nuốt, những cái lời cảnh cáo rất nghiêm khắc của Chúa. Và tôi hy vọng là anh chị em sẽ có lòng kính sợ khi nghe những lời này. Sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố, cất tiếng vang dội nơi quảng trường. Sự khôn ngoan kêu la ồn ào ở đầu đường, phát biểu nơi lối vào cổng thành. Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, và kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức cho đến chừng nào? Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy. Này, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy. Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe, ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm. Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy, không chịu nhận lời của đất của ta. Nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương, và chế giễu khi các ngươi kinh hãi. Khi nỗi kinh hoàng xảy đến thần linh như gió bão, tai ương ập đến như bão tố cuồng phong, và sự ngặt nghèo cùng khốn giáng trên các ngươi. Bây giờ chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta không đáp lời. Sáng sớm chúng sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Chính vì chúng ghét tri thức, không chọn sự kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, và chê bai các lời ta của đất. Vì vậy chúng phải gánh hậu quả việc mình làm, và chuốc lấy mọi điều mình toan tính. Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng, và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng. Nhưng ai chịu nghe ta hẳn sẽ sống an lành, sẽ được an toàn, không sợ tai họa nào. Cảm ơn chị. Mỗi lần tôi đọc lại cái phần này, tôi cảm nhận là Chúa đang nhắc nhở mình một cách rất nghiêm khắc. Hãy học sự khôn ngoan của Chúa. Hãy để cho Chúa dùng các tôi tớ của Chúa để dạy dỗ, để nhắc nhở, để chỉnh sửa chúng ta. Nếu chúng ta không bao lòng làm điều đó, nếu chúng ta muốn tránh xa những cái con người đó, là những người Chúa muốn sử dụng, để là chúng ta chạy đến với những cái người mà nói những cái lời êm tai, những cái người mà nói những cái lời nó chiều theo cái tôi của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ lụng bặm. Sách Châm Ngôn nói rất nhiều cái ý này: người nào không chịu lắng nghe lời của ta sẽ sụp đổ thành đất. Nhiều người trong chúng ta đã không thật sự hiểu được cái ý nghĩa của câu này: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và có đôi lúc chúng ta cũng không biết phân biệt đâu là mực, đâu là đèn. Có đôi lúc chúng ta cho rằng mực là đèn mà đèn là mực. Thì kiểm tra lại đời sống của chúng ta đang thuộc loại nào, chúng ta đang ở trong nhóm nào. Anh chị em ơi, nếu chúng ta thật sự biết ai đó là người có sự sáng của Chúa, chúng ta biết ai đó là người có đức tin rất nghiêm túc, và đặc biệt người đó là người quan tâm đến cuộc đời của chúng ta, sẵn sàng để cầu nguyện cho chúng ta, sẵn sàng cho chúng ta những lời khuyên tốt, sự tư vấn tốt, sẵn sàng chiến đấu với chúng ta, đổ nước mắt, thậm chí đổ cả máu để chiến đấu với chúng ta, thì đừng có ngu dại mà xa rời những con người đó. Hãy sẵn sàng thậm chí trả giá để có thể gần với con người đó. Bởi vì gần với con người đó đồng nghĩa với gần với Đức Chúa Trời. Bởi vì khi anh chị em gần với Đức Chúa Trời, đến gần với Chúa, thì Ngài sẽ hướng dẫn anh chị em để anh chị em nhận ra đó là những con người mà anh chị em cần. Và Chúa sẽ muốn anh chị em gần với những con người đó. Amen không chị em? Amen. Đừng có ngồi đó phí thời gian để lắng nghe những kẻ nói những lời tiêu cực hoặc là đi nói xấu người khác. Đừng. Tôi không bao giờ cho những kẻ đó có cơ hội. Tôi xin lỗi, tôi nghe những lời của những kẻ đó như chó sủa bên tai. Tôi nói nặng lắm. Thôi, rất là nhiều người tìm đến với tôi, muốn xây dựng mối quan hệ với tôi. Và một trong những cách họ muốn xây dựng mối quan hệ là họ đi nói xấu về người này người kia. Và họ nghĩ rằng họ làm điều đó là công với tôi, bởi vì những cái người họ nói xấu là những người đã được làm hại tôi. Và cái người này nghĩ là bây giờ mình nói xấu người đó thì sẽ được lòng một sự thiên ân, bởi vì mấy cái người kia đã từng làm hại một sự thiên ân. Họ nghĩ là họ nói xấu thì làm tôi hả dạ, nhưng họ không ngờ cái kết là tôi không chơi với họ. Vì tôi biết người được gặp Chúa dạy tôi rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hãy đến gần với Chúa Trời,
thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Amen, con chị. Tôi muốn đến gần Đức Chúa Trời, và tôi muốn đến gần những người mà Đức Chúa Trời đang sử dụng họ để nâng cuộc đời tôi lên. Tôi không muốn đến gần với những con người mà ma quỷ đang dùng cuộc đời của họ để đặt cuộc đời tôi xuống. Không. Amen, con chị. Amen. Cầu xin Chúa ban cho anh chị em có sự khôn ngoan của Ngài, để anh chị em biết chọn đến gần với những người mà Chúa sử dụng để nâng cuộc đời của anh chị em lên. Amen, con chị. Amen. Có đôi khi chúng ta chưa thấy cảnh ngày đâu, cho nên nhân gian này có một cái câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có nhiều người phải đợi tới khi thấy quan tài rồi mới chịu đổ lệ. Ở trong Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta là cái người khôn ngoan là cái người mà khi thấy trước tai họa thì đi tránh. Có nhiều người thứ nhất là không thể thấy trước tai họa, không bao giờ có khả năng đó. Có người thì đã được cảnh báo trước về tai họa vẫn cứ lao vào, cái người cực kỳ ngu. Chúa muốn chúng ta gần với Chúa bằng cách là mỗi ngày chúng ta gần với lời của Chúa, gần với Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta, gần với Chúa bằng cách chúng ta kết giao với những người kính sợ Chúa, những người thật sự yêu mến Chúa, những người có đức tin một cách nghiêm túc, những người đang có những bông trái tốt đẹp. Amen, con chị. Amen. Hãy can đảm đứng dậy từ cái chỗ mà người ta đang đàm tiếu, đang nói những câu chuyện vô bổ. Hãy can đảm đứng dậy, hãy can đảm từ chỗ. Những chỗ nào mà người ta đang nói xấu ai đó, người ta đang nói những cái chuyện rách việc, những cái chuyện chả có giúp ích gì cho đời, đừng mất thời gian, hãy đứng dậy. Chúa không muốn chúng ta gần với những con người đó. Amen, con chị. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhào báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng sẽ chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Amen, con chị. Đó, Chúa đang dạy chúng ta đó, đừng có gần với những cái kẻ xấu xa tội lỗi, những kẻ nhạo báng, những kẻ mà có cái năng lượng tiêu cực trong con người của nó. Hãy tránh xa chúng nó ra và hãy gần với Chúa bằng cách là gần với lời của Chúa. Amen. Gần với lời của Chúa bằng cách đọc lời của Chúa. Đọc lời Chúa trong những Kinh Thánh mà anh chị em có. Amen. Suy gẫm lời Chúa và gần với Chúa bằng cách nghe những cái bài giảng mà đáng nghe. Amen không? Gần với Chúa bằng cách đến với những tôi tới Chúa công chính, những người mà anh chị em biết là họ có bông trái tốt lành, những người đang đi trong năng quyền của Thánh Linh. Hãy gần. Anh chị em có biết rằng ở ngoài xã hội này, để người ta nhận được một lời tư vấn, người ta phải tốn rất nhiều tiền không? Cách đây một thời gian ngắn, hậu đến nói với tôi về cái chuyện cái bà thầy bói gì đó ở trên mạng mà Hà Rầm, rồi người ta nói cái câu của bà gì đó, nhớ không? Hậu có nói một xíu nhớ không? Đúng rồi, sao vậy? Hậu quên mất rồi hả? Cái bà thầy bói mà hậu nói là công an đã gõ cửa bà, mà trên mạng bà nổi tiếng lắm, rồi người ta tới rồi người ta muốn nghe những cái lời bà bói toán, người ta phải bỏ rất nhiều tiền đó, nhớ không? Hãy suy nghĩ điều này, những người thế gian họ phải bỏ ra rất nhiều tiền để đến với những người vớ vẩn như vậy và mong nhận được cái lời nào đó từ cái người đó, mà anh chị biết những lời toàn là những cái lời lừa lọc dối trá, những cái lời vớ va vớ vẩn, thậm chí những lời vô đạo đức, mà người ta phải bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí có người đã bỏ hàng tỷ để nhận những cái lời vớ vẩn đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đang ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta có cái quyền lợi để nhận những lời tư vấn khôn ngoan nhất, những lời khuyên tốt đẹp nhất, tích cực nhất, và tất cả đều miễn phí hết. Vậy mà chúng ta đã không biết sử dụng, vậy mà chúng ta đã coi thường. Có nhiều lúc tôi sẽ suy nghĩ thế này, đây là điều một sự chia sẻ tận tấm lòng, không có một cái ý là kể công hay khoe khoang gì hết nha. Một sự nói nè, thí dụ như mỗi một lần mà anh chị em có nan đề và cần một sư làm công tác giải cứu, thì một sư bắt đầu bỏ thì giờ ra để sức lực cho anh chị em một cái hẹn, rồi anh chị em đến. Và một sư không làm theo cách của nhiều người khác, người khác thì tới thì người ta cứ đặt tay lên cầu nguyện cái rét cái rồi về xong chuyện. Nhiều khi té ngã rồi có biểu hiện gì đó và nghĩ đâu như vậy là ok rồi, nhưng một sư can và không hề ok, bởi vì chả có lời Chúa đi vào lòng người ta. Cho nên một sư dành rất nhiều thời gian để có thể lắng nghe cái người đó, lắng nghe nan đề và sau đó cung ứng lời Chúa phù hợp với cái nan đề đó. Một sư tốn trung bình mỗi một cái buổi để giúp một người là phải tốn 4 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn. Có những người đã hiểu, đã trân trọng điều đó và họ có những sự tiến bộ, còn có những người không trân trọng thì họ chẳng sự tiến bộ nào.
những người mà không muốn nghe lời Chúa, không muốn tiếp thu thì chả sự tiến bộ nào. Nhưng những người mà muốn tiếp thu thì có sự tiến bộ. Mục sư nói cho anh chị em nghe này, mục sư tốn ít nhất 4 tiếng đồng hồ cho mỗi người như vậy. Mục sư phải bỏ cái công việc của mình, của gia đình mình, để lắng nghe thật cẩn thận, lắng nghe để họ nói hết nước hết cả. Rồi sau đó bắt đầu cho họ lời tư vấn dựa trên lời của Chúa, trích dẫn lời của Chúa. Rồi sau đó cầu nguyện cho họ công bố với tất cả tấm lòng, tất cả những gì tích cực có trong con người của mình, với tất cả sự mạnh mẽ của mình. Và khi đến buổi trưa thì người ta cần phải ăn. Mục sư bỏ tiền túi ra nếu như vợ của mục sư không thể nấu bữa ăn đó vì bầu bì, thì lúc đó mục sư sẽ đi mua cơm hộp về cho người ta. Nhưng có điều, có nhiều người họ không thấy được cái giá trị của điều mà Chúa làm cho họ trong phương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy làm một cái sự so sánh đi anh chị. Anh chị em đến với một thầy bói, đến với những kẻ giả mạo, hoặc đến với những tư tế của ma quỷ, để hoặc là nhận được sự lừa dối, hoặc là nhận được cái lời nói mà nó chứa đựng quyền năng của ma quỷ, và anh chị phải trả hàng trăm triệu. Có những người thì trả có thể vài triệu, đó cũng là tiền mà, đúng không? Cuối cùng cũng là trả tiền, dù cho có vài trăm ngàn cũng là tiền mà, đúng không? Tóm lại anh chị em phải trả một cái giá nào đó để có được cái điều trả lời cho đời sống mình. Là một sự so sánh đi, trong vương quốc của Đức Chúa Trời, Chúa sống sẵn cho anh chị em những tôi tớ trung kim của Chúa, những con người có lòng yêu thương anh chị em, sẵn sàng bỏ ra nhiều giờ để lắng nghe anh chị em, rồi tư vấn cho anh chị em cặn kẽ từng chút một. Mà chưa hết chuyện, họ còn dõi theo cuộc đời của anh chị em. Có những lúc anh chị em không nói ra, không thèm nói với họ, họ vẫn cầu nguyện chiến đấu cho anh chị em, nhưng anh chị em đã không trân trọng. Có phải dài lắm không? Có phải anh chị em đang muốn nói rằng tôi chưa thấy quan tài, cho nên tôi chưa đổ lệ, tôi chưa thấy cái gì hết, không có gì tồi tệ, tôi đang vẫn còn sống được mà, tôi vẫn còn ngon lành lắm mà. Có phải là anh chị em đang muốn nói gì không? Anh chị em nói là bây giờ phải có cái gì đó tồi tệ xảy ra mới chịu nghe. Đừng như vậy. Tôi nghĩ là người khôn ngoan không có đợi đến khi mình thấy những điều tồi tệ nó ập xuống, rồi lúc đó mình mới vội vàng mình ăn năn này nọ, rồi mình mới chỉnh sửa lại đường lối của mình. Nếu lúc đó mà thật sự ăn năn thì cũng có thể là chúng ta sẽ có thể lật ngược được tình thế đó. Nhưng mà chúng ta là phải trả giá quá đắt trong cuộc đời của mình rồi. Tại sao chúng ta lại phải trả giá quá như vậy làm gì? Tại sao chúng ta không chọn để có thể kinh nghiệm cái sự mà tôi nói vui là thơm ngon ngay từ giờ đầu tiên? Tại sao chúng ta không chọn để mỗi một ngày bước đi với Chúa là ngày phước hạnh, một ngày bình an, một ngày vui mừng? Tại sao chúng ta không chọn để mỗi một ngày chúng ta kinh nghiệm sự tự do của Chúa? Để mỗi một ngày chúng ta không vật lộn với nan đề riêng của mình, mà mỗi một ngày chúng ta được Chúa sử dụng để vật lộn vì nan đề của người khác, và muốn nhìn thấy người khác được tự do và nan đề của họ. Và niềm vui của chúng ta là thấy người khác được sống hạnh phúc, thấy người khác sống trong sự khiêm tốn. Phải suy nghĩ về điều đó. Chúng ta giờ phút này, tôi nhìn thấy có những anh chị em vẫn chưa có được sự khôn ngoan của Chúa. Tôi không tin là Chúa keo kiệt uổng xỉn mà Ngài không ban cho anh chị em. Nhưng đó là vì anh chị em đã không để cho Ngài có cơ hội ban sự khôn ngoan cho anh chị em. Anh chị em đã không chọn đến gần Ngài, mà anh chị em cứ chọn những cái cách để rồi anh chị em xa Chúa. Chọn để không đến hội thánh thờ của Chúa. Người thì trong một thời gian ngắn, người thì một tuần, người hai tuần, người thì chọn để xa cách Chúa lâu dài, và thậm chí tử tế thông báo mục sư. Ok, thông báo nó vẫn tốt hơn là không thông báo, nhưng dù sao nó vẫn là một nỗi đau đối với người lãnh đạo yêu thương bảy thiên. Tại sao Chúa nói rằng chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lặng? Vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chuyện này thì càng phải làm như vậy chuyện này. Anh chị có hiểu ý nghĩa của câu đó không? Mục sư đã giảng cái bài giảng là đừng bỏ lỡ cuộc hẹn thiên thượng, và mục sư đã chia sẻ cái câu đó. Vì thế anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng này. Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, và cơ hội không chờ đợi chúng ta lâu nữa đâu. Có những cơ hội, có những điều tốt lành chờ đợi chúng ta mấy lâu nay, nhưng mà sẽ đến lúc những cơ hội đó bị cắt bỏ khỏi chúng ta. Và anh chị có biết rằng sự nhóm lại với một hội thánh thật của Chúa, một hội thánh đúng nghĩa là một điều cực kỳ quan trọng ở trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời hay không? Nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ thế này, ở đâu cũng có Chúa, cho nên tôi nhóm hội thánh nào cũng được hết. Những người tôn giáo đều có suy nghĩ đó, tôi nhóm hội thánh nào cũng được, miễn cái đó gọi là hội thánh. Có cái bảng, thậm chí là nó còn lai hơn cái chỗ khác, nó có cái bảng hẳn hòi là hội thánh này, hội thánh nọ, và nó ở trong một cái hệ thống lớn, tổ chức lớn, thì chắc mặt đó là hội thánh. Xin lỗi, truyền thánh không có định nghĩa đó. Chúng ta nghĩ lý do cái chỗ nào mà hội thánh là được? Nhưng tôi nói với anh chị em là Chúa đang muốn nói với chúng ta,
chúng ta rất cần sự nhóm lại trong hội thánh đúng nghĩa. Một hội thánh thật sự được khai sinh bởi tình yêu, bởi năng quyền, bởi những khát vọng đúng đắn của Đức Chúa Trời. Chúng ta rất cần gắn bó với Chúa thông qua việc gắn bó với hội thánh đó. Chúng ta rất cần đến gần với Chúa thông qua việc đến gần với hội thánh đó. Bởi vì tại nơi đó có tình yêu của Chúa, tại nơi đó có quyền năng của Chúa, tại nơi đó có sự khôn ngoan dẫn dắt của Chúa để có thể cung ứng cho những nhu cầu trong cuộc đời của chúng ta, để có thể đáp ứng cho những cái vấn đề mà chúng ta đang cần được giải quyết. Người thế gian phải tốn hàng trăm triệu để đi tìm những giải pháp mà không phải là giải pháp, đi tìm những lời tư vấn mà không phải là lời tư vấn, đi tìm những lời khuyên mà không thật sự là lời khuyên. Trong khi đó chúng ta mỗi một ngày, mỗi một giây, mỗi một phút có quyền lợi trong vương quốc của Đức Chúa Trời để hưởng một cách miễn phí những lời tư vấn đúng đắn, khôn ngoan, những lời khuyên có tình có lý và thậm chí còn nhiều cái điều ích lợi khác nữa. Nhưng tại sao chúng ta lại hờ hững? Tại sao chúng ta lại xa cách? Thật buồn. Có lúc tôi nói vui với vợ tôi, chắc là tốt hơn hết là chồng sẽ không làm một xíu nữa. Chồng sẽ đi làm mấy cái ông bà thầy giống như thuộc mấy cái tôn giáo và đã trên TV đó. Ồ, họ không có mất tâm huyết gì cả, họ không mất sức lực gì cả, họ rất là oai, họ nhận được rất nhiều tiền từ nhiều người. Mỗi một lần gặp họ thôi là phải có phong bì đi trước, chưa nói mọi chuyện gì hết, muốn gặp thôi là phải có phong bì đi trước thì mới có cửa để mà gặp cái người đó. Còn những tôi tớ thật của Chúa thì xin lỗi là thiếu điều gào thét lên, thiếu điều phải vang lên người ta hãy yêu mến Chúa, hãy kính sợ Chúa, hãy đến gần Chúa đi. Nhưng mà nhiều người vẫn cứ dửng dưng, vẫn cứ hờ hững, họ vẫn cứ tiếp tục sống xa cách Chúa. Có chuyện gì xảy ra một cái là họ chạy ra khỏi vòng tay của Chúa, có chuyện gì xảy ra một cái là họ chạy xa khỏi hội thánh, họ không muốn thờ phượng Chúa và hội thánh nữa, họ không muốn tiếp tục bước đi trong con đường tốt đẹp mà Chúa đã từng dành cho họ nữa. Họ quên bén đi tất cả những cái lời mà họ đã hứa với Chúa, hứa với hội thánh. Thật đáng tiếc. Tôi ước ao rằng hôm nay sứ điệp này sẽ thức tỉnh mỗi một người trong chúng ta. Hãy trở về nhà của mình và dành một thời giờ đặc biệt đến với Chúa. Hãy nói với Abraham Lincoln rằng bởi vì có quá nhiều việc phải giải quyết, bởi vì có quá nhiều sự khó khăn ở trong đời sống và chức vụ của tôi, cho nên hôm nay tôi phải đến với Chúa. Bởi vì Chúa có nói với tôi rằng hãy đến gần với Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Anh em có chưa? Chúng ta cần Chúa. Chúng ta cần Chúa. David đã rất cần Chúa. Và ông đã nói trong Thi Thiên 23 rằng dầu khi tôi đi trong trùng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Đó là tình trạng gần Chúa. Tình trạng gần Chúa. Chúa đang ở gần, Chúa đang ở bên cạnh, Chúa đang đồng hành, Chúa đang sắm bước cùng ông, Chúa đang đồng công với ông. Tại sao? Vì ông đã chọn chủ động đến gần Chúa. Biết không? Khi ông chăn chiên, ông đến gần Chúa để ông có thể làm tốt công việc chăn chiên của ông. Và khi ông làm vua, ông đã đến gần Chúa để làm tốt công việc làm vua của ông. Và chỉ khi nào mà ông đã không đến gần Chúa thì ngay trong cái chức vụ làm vua đó ông đã thất bại. Có những lần ông đã thất bại trong chức vụ làm vua, thậm chí phạm tội nặng nề. Đó là những lúc mà ông đã không chọn đến gần Chúa, mà ông chọn đến gần con người, chọn đến gần những điều mình ưa thích, những điều mắt mình ưa thích, những điều lòng mình tham muốn. Ông đã chọn đến gần những cái thứ đó, những con người đó, và ông đã phạm tội cách cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải ân điển của Chúa thì cuộc đời ông đã lụng bại rồi, ông không có cơ hội nào cả. Nhưng cảm ơn Chúa vì cuối cùng ông đã ăn năn, ông đã lắng nghe lời của trách, lời cảnh cáo, ông đã lắng nghe những lời chỉ thẳng vào tội của ông, và ông đã hạ mình xuống để ăn năn. Và ân điển của Chúa là tiếp tục đến với cuộc đời của ông. Có một số trách nhiệm mà ông cần phải gánh, nhưng nó không làm cuộc đời ông lụng bại, nó chỉ dạy ông là để ông rút kinh nghiệm mà không phạm tội nữa thôi. Và sau này cuộc đời của ông lại tiếp tục tốt đẹp trong Chúa, và Chúa cũng làm cho ảnh hưởng của ông đến với dòng dõi của ông những cái điều tốt đẹp. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Anh chị em ơi, hãy đến gần với Chúa Trời để Ngài đến gần chúng ta. Chúng ta không thể sống một giây phút nào nếu chúng ta xa cách Chúa. Chúng ta không thể sống cuộc đời như vậy được, không thể tiếp tục sống lê lấp, sống ở trong những cái sự lầm vòng, không thể. Chúng ta cần phải sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời thật sự ý nghĩa, một cuộc đời thật sự tích lợi, một cuộc đời làm cho chúng ta thỏa vui. Để mỗi buổi sáng việc thức dậy sớm không phải là khó khăn, việc rời khỏi giường của mình không phải là khó khăn, mà nó thật là dễ dàng. Và chúng ta thậm chí háo hức để chờ đợi những giây phút đó.
chúng ta trồm dậy, chúng ta đánh răng súc miệng, rửa mặt tỉnh táo, chúng ta mặc quần áo chỉnh tề, chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta hẹn với Chúa, chúng ta thưa chuyện với Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa, và chúng ta có thể đồng thời vừa rèn luyện thân thể của mình. Đó là một đời sống khôn ngoan, đó là một đời sống quân bình, và chúng ta đã đi con đường dài với Chúa cho đến cuối cùng. Và mỗi một giây phút còn lại của cuộc đời của chúng ta là một giây phút mà thật sự đáng sống. Amen anh chị. Hãy đứng lên cầu nguyện cho Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.